Minh Audio xin chào. Vâng quý vị và các bác anh em ơi, em tiếp tục trong cái video này, đập hàng này thì em Minh lại về thêm một cặp loa đến từ thương hiệu của châu Âu. Một cặp loa có thể nói trong video này là một cặp loa sẽ bán rất nhanh và giao lưu rất nhanh anh em chú ý nhá. Đây là một cặp loa cực kỳ hay và giá rất là tốt. Và trước hết là cặp loa này có mã model là PSP CF260, một trong những cặp loa đến từ thương hiệu PSP của Canada sản xuất. Cặp loa này xuất sang thị trường của Mỹ ạ. Và có một cái cấu hình ở đây như anh em đang thấy là ba loa gồm có hai bát một chép. Thì trước hết để giới thiệu thì đây là một trước hết giới thiệu chi tiết về cái thông tin về cặp loa này thì đây là một cặp loa có thể nói là rất là hiếm ạ. Trước hết đây là một cặp loa cực kỳ hiếm. Ở Việt Nam thì gần như là chưa có bất kỳ thông tin nào, không biết ai có đã có ai sở hữu hay chưa, nhưng chưa trên Google search ra thì chưa có một ai chia sẻ về cái cặp này ở Việt Nam. Thì em Minh chỉ có tìm thấy những cái thông tin về nước ngoài thôi, chỉ có nước ngoài có thôi, còn ở Việt Nam chưa có. Đó là một cái điều quý. Và đây ạ, anh em đánh dùm em chữ PSP CF260 thì rẽ ra toàn nước ngoài có thôi nhá, ở Việt Nam chưa có anh em nào chia sẻ cả. Rồi, đó là một cái điều quý hiếm mà dành cho ai sở hữu được cặp loa này. Thứ hai là cặp loa này nó tiếng rất là hay và phần thùng loa của nó được thi công toàn bộ bằng phần gỗ lạng cực kỳ đẹp mắt ạ. Cái phần thùng gỗ lạng này nó tương đương với cặp loa JBL7 mà cách đây một tháng em mình có bán, thùng loa nó y chang và cực kỳ đẹp. Đó, và thứ ba là đối với một cặp loa châu Âu sở hữu 3 loa và có kích thước là 95cm chiều cao như thế này với mức giá chỉ 7.500.000 đồng, em Minh giao lưu đến toàn thể các bác anh em. Cặp loa này có mức giá 7.500.000 đồng anh em nhé. Và ở đây có chiều cao 95cm, chiều ngang và chiều sâu là khoảng 30-35 đấy ạ, 32-35. Tại nay mình cũng không tìm thước mà em đo bán chừng bằng tay thì nó rơi vào khoảng 32 chiều ngang chiều sâu, chiều cao là 95cm. Còn ở đây cấu hình sở hữu là một chiếc dom và hai loa bát. Hai loa bát là hai loa bát thật có thông hơi ở phía trước. Hai loa bát này có đường kính là 17cm anh em nhé. Thì trên cái loa chép này nó sẽ có cho chúng ta cái logo là PSP. Thì mặc dù là dòng châu Âu họ làm bát là 17cm nhưng cái công suất của nó là 225W một loa, đánh cực kỳ là khỏe. Đó anh em ạ, đánh cực kỳ là khỏe. Và bên trong thùng thì nó sẽ có những cái khoang riêng để chia âm ra, nên là cặp loa này cái giải trầm nó rất là mạnh mẽ và cực kỳ là khỏe. Đây, đây là cái phần vỏ thùng, toàn bộ là phần thùng này nó là thùng gỗ, này là gỗ lạ anh em nhé. Đó, từ trên xuống dưới này chưa cần nghe đâu nhưng mà chúng ta chỉ cần nhìn thôi đã thấy cái độ chất lượng của cặp loa này khi mà họ làm lên. Đây là phía sau của chiếc loa này. Và cặp loa này có thể nói là nó có một cái vẻ đẹp hoàn hảo. Bằng gỗ nha anh em nhé, không phải simili ạ. Đối với những cái cặp loa mà họ đã thi công và họ đầu tư những cái thùng làm loa bằng những cái chất liệu như này rồi thì chúng ta cứ an tâm về chất lượng của cặp loa. Bên này cũng vậy ạ. Cao 95cm thì chúng ta đối với cái chiều cao này thì nó là một chiều cao phổ thông thì rất là dễ bày trí trong cái phòng của chúng ta. Phòng chúng ta có thể chơi từ 30m² trở lại cũng rất là tốt. Và với cái màu gỗ đẹp thế này thì chúng ta cá nhân em nghĩ thì bày ở đâu cũng đẹp, nó sẽ làm toát lên cái phòng khách của chúng ta, phòng nghe, phòng ngủ, phòng làm việc hay là trong gia đình của chúng ta thì nhìn vào nó rất là đẹp. Con này thì đầy đủ gọi là e căng các bác nhé, đầy đủ e căng đẹp keng. Khi mà đậy e căng vào thì nó sẽ như thế này. Đó, nó sẽ như thế này, nó che mặt trước. Đó. Đó, khi mà đậy e căng vào thì nó sẽ như thế này. Mà e căng này là một cũng là e căng đẹp luôn các bác, không có rách nát gì cả. Nói chung là đẹp keng luôn ạ. Và cái phần đấu dây loa thì em xin chia sẻ về đây. Cái phần đấu dây loa thì nó sẽ nằm ở phía dưới này kèm với cái logo. Nó có một cái lỗ ở đây để chúng ta nhét dây vào. Cái loa bên này là nãy mình xoay nó đã bị tụt dây rồi nhá. Đó.
em sẽ ngả cái chiếc loa này ra để quay cái phần logo ở phía dưới để cho chúng ta được xem. Tại vì đây cái cặp loa này nó cũng rất là hiếm nên là em sẽ quay. Đây bị tụt dây mất rồi này. PSP Toronto Boston, mã model của nó là 260 anh em. PSP 260 nhá. Và series của nó đây 02332. Nói chung cặp này nó cũng hiếm lắm, có một cặp duy nhất thôi. Thì với cái mức giá này thì bằng một cặp loa Nhật thôi thì rất là đáng để chúng ta chơi và trải nghiệm. Với một cặp loa châu Âu này, mức giá 7 triệu rưỡi cho cặp loa PSP 260 đến từ Canada. Em Minh xin phép dừng video tại đây. Thì anh em các bác nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ cho em Minh luôn nhé. Chân thành cảm ơn các bác anh em đã dành thời gian theo dõi. Và nhớ ấn nút đăng ký ở dưới video này bên tay phải để theo dõi cập nhật những video mà em Minh up lên hàng ngày.